theo. Bữa này về khủng long. Cái chỗ này nó bị đắt, mình sẽ dán lại nha. Khi mình dán lại dựng lên nó sẽ là như vậy. Mình lấy con khủng long này. Nhiều vấn đề, các phần này có tóc rất là nhiều. Cái bộ này người ta làm bắt ốc rất là đỉnh luôn á, quá trời nhiều luôn nè, mà cái chất liệu của nó là chất liệu giấy nhám nữa, nên là mình đọc nó sẽ không có bị chói mắt nè, ở bóng đèn, ở dưới bóng đèn hay bất kỳ một cái góc độ nào á nó cũng không có bị chói luôn. Này, cái này bắt ốc nằm trong bắt ốc luôn, quá trời luôn á. Cái này em biết làm sao không, mình kiểu này cài được này. Này nó cao nó to để có thể có con voi nè, rồi bốn con, wow, rồi nó to hơn cái bàn tay mình luôn á. Cái này bị lỗi chỗ này nè, hai con này cắn nhau. Này to quá. Ủa, vẫn còn nữa. Quá trời luôn. Quá trời bắt tóc luôn á. Nhẹ. Ôi đẹp quá, chim. Khủng long bay.